Dự báo thời tiết các tỉnh thành ngày 24 tháng 10 năm 2020. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, ngày nắng, đêm không mưa, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Thành phố Đà Nẵng, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ chênh lệch lớn, nhiệt độ từ 3 đến 13 độ. Thành phố New York, Mỹ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 8 đến 21 độ. Thủ đô London, Vương quốc Anh, có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ.